Hôm nay là 25 tháng 10 năm 2017 và Tố Đức Hiền trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã từ huyện Lý Nhân, Hà Nam đã về ký tranh cảm. Anh cứ để chữ Lý Nhân mà đấy, anh biết chữ Lý Nhân đấy là. Và hôm nay là 25 tháng 10 2017. Lý Nhân. Vâng. Anh ơi, ở đấy là Lý Nhân là xã nào anh? Xã Chân Lý. Xã Chân Lý thôn gì ạ? Thôn Đồng Yên. Thôn Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. Vâng. Đây mời anh xuống dưới để ký tiếp bộ ấy ạ, mấy bức tranh lớn. Bác cứ đợi cháu tí để khách đăng ký hàng. Vâng. Bác uống nước. Bây giờ là bức tranh quê xưa. Cỡ 2, dài 2m17. Không, chỉ việc rửa sạch thôi, hàng cái nước cứ thế thôi mà. Đây bức tranh quê xưa là tái hiện lại khung cảnh đồng quê Thanh Bình, hay còn gọi là bức tranh thiên hạ Thái Bình. Thì ở giữa là thầy đồ dạy học, còn bên cạnh là vâng, vẫn là đồng quê Thanh Bình. Vâng, Thanh Bình thế ạ. Tên vâng. Nói chung là đầy đủ các cái hoạt động sĩ nông công thương ngư tiểu canh mục đủ hết. Và có làm, có thu hoạch đấy, có cấy mà có cả gặt hái đấy, thì có cả ngư ông đắc lợi bên kia, bên này ấy đi. Nói chung là trong cái cảnh nó tươi vui Thanh Bình nhưng mà lại rất là vui tươi phấn khởi. Còn bức bên này là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Thế như tấm bên kia thì tấm kia thì lại phải đi ra ngoài, ra ngoài xưởng. Vâng, anh cứ viết chữ Lý Nhân rồi đấy, nó không lẫn với người khác, chỉ có nhà bác ở Lý Nhân thôi. Con này anh phải bảo, Lý Nhân nhà con. Ờ, giao cho con rể đi giao hàng. Đồng hương. Con rể sao đấy nhỉ? Ra đâu nói rồi, cháu đang dạy học ở trên Hà Nội. Vâng, cháu là giáo viên trên Hà Nội. Quê gốc ở đấy, bây giờ ông bà nội gần đấy. Vâng. Đó là ngày gió năm cao. Ngay sát chỗ vụ Nam Cao quả. Ừ, vâng, cháu đang bác sĩ ở Hà Nội. Chúng nó quen nhau ở Hà Nội chứ. Cái này mai sau mà muốn chơi bút to lên đổi em cho anh nhé. Được. Cháu cũng to anh. Tất nhiên là thời gian ngắn thôi. À, về mà... lâu nào rồi. Không phải. Từ lâu nó thành tranh cũ. Ở đây có chế độ những bức tranh này mà bác dùng. Ví dụ một hai tuần bác thấy nó chưa phù hợp, có thể đồng ý cho đổi. Đổi không mất một đồng nào cả. Tức là bác chỉ có nó to hơn thì bác thêm tiền to thôi. Tức là tiền vận chuyển bác cũng mất. Đấy chính sách thế, còn gì không khấu hao bác một đồng nào vì vẫn hàng ở đây mà. Đấy. Một hai tuần là bác ngắm ý á. À không, không. Không, chọn thôi ở đây lại chở thôi. Chở thì ví dụ nó lấy 700 là bác phải nộp 700 thôi. Ý thế. Vâng. Vâng, bác chọn chứ. Vâng. Tại vì cái tranh này nó không gì, ở đây có cái... Vâng. Có hai thứ là không bao giờ đổi, là cái bàn thờ và cái giường. Không đổi, ra khỏi nhà thôi. Tại vì người ta không nằm lại với ông, không thờ lại. Còn cái tranh này chưa vừa thì đổi cái khác trong vòng một tuần nó không sao.